Chuyện thứ tư, người ta có câu ở hiền gặp lành. Nếu người Việt Nam chúng ta thực sự hiền lành, tại sao chiến tranh xảy ra ở đất nước mình? Thật sự ra thì người Việt Nam mình cũng dữ lắm. Đọc lịch sử người Việt Nam mình, nó bắt nó cướp nước Campuchia nè, chú Nguyễn mình á, chú quân vô đây lấy nước người ta đó, mà bắt dân người ta làm ông táo đó, bắt cúi đầu xuống vậy đây này, rồi bắt đầu mới bắt cái nồi lên mà chụm lửa đốt nấu nước, trời đất ơi, giết người ta bằng cái kiểu đó ác lắm chứ không phải không đâu. Lấy hết cả cái nước từ cái thành phố Hồ Chí Minh nè, mà lấy luôn đựng ranh giới cả toàn bộ cái thủy chân lạp đều là cái miền Nam này của chúng ta, là lấy của Campuchia không đó. Chứ chúng ta không có cái vùng đất này của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ở đây là đất Campuchia, không đất người Miên đó. Mà đuổi riết mà ác lắm, cho nên chúng ta bị Pháp cai trị là vừa 100 năm để mà trả cái tội đó. Các con biết không, những cái người dân mình mà đi làm cao su á, trời ơi, ba cái thằng cọc rằn của Tây á, trời đất ơi, nó đánh mình không tàn. Mà mình khi mà ở ngoài Bắc mà đi vô đây làm phu cao su á, thầy nghe nói lại ghê lắm mấy con. Vô đây mình sống bị gì rừng rú như thế này, mình chói nước, mình bị rét, mình run rẩy cắt không được, trời, ngồi rung rung dưới gốc cao su là nó lỡ nó đập, nó đập bổ trên đầu mình, nó đập tan á mình, nó không có tha. Cho nên một nước mà lệ thuộc người khác, người ta coi mình không có ra gì. Các con nghe nói ở miền Trung mà khi một cái người Pháp họ ăn cái thực dân đó, nó mập, mà ở đất nước mình nó chỉ có cái xe kéo, một cái người dân của mình kéo xe đó, thì nó ngồi trên xe mà lên cái dốc cầu nó cao vậy, kéo không muốn nổi, mà ráng gị nó quỵ xuống, cũng như con ngựa mà đi không nổi nó quỵ xuống đó. Vậy mà nó ở trên nó còn chữ mắng, nó còn đá đạp cái người đó nữa, người ta đi không nổi, ít ra nó trèo xuống cho người ta lôi cái xe lên này không, nó ngồi trên đó mà nó cho nên những cái người học sinh ở trong cái trường mà ở ngoài Huế đó, họ nói tiếng Tây được, họ ra họ thạc cái ông Tây, thì cho nên cái ông Tây đó mới vô trong trường đó, mới cho mấy cái thằng học sinh nó nghỉ. Trong đó là về Bác Hồ thì cái lịch sử đó thì Bác Hồ cũng là những cái thằng học sinh ra mà chấm tay. Đó là những cái điều kiện đó, thầy được đọc sơ qua những cái trang sử đó, thầy thấy đúng là tinh thần Việt Nam của mình. Nhưng cái người Việt Nam mình cũng ác lắm đấy con, cho nên nó bị đô hộ là phải, nó bị đàn này xéo lại là phải, chứ không phải không. Cho nên đất nước chúng ta khi mà đối với Trung Quốc đó, thì chúng ta không làm gì đó, nhưng mà đối với Thiên Thành, đối với mấy nước nhỏ nhỏ thì chúng ta xuống, chúng ta càng quét, chúng ta hiếp đáp ghê gớm, chúng ta cũng không thua gì Trung Quốc. Cho nên chúng ta cũng phải trả quả đó, chứ không thế nào mà. Chúng ta nhờ cái sự trong cái ác của chúng ta nó cũng có cái thiện con, chứ không phải là dân tộc chúng ta mà toàn ác, thì kể như là chúng ta không bao giờ mà chiến thắng được cái người mà những cái nước mà nó lớn như Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Đầu tiên đó, thì đất nước của chúng ta nó không phải ở miền Bắc đâu, nhưng mà người Trung Hoa đó họ đánh mình, riết mình chạy xuống miền Bắc, mình cư trú đó, rồi mình dựng nước ở tại miền Bắc. Lần lượt mình chống lại, mình không đầu hàng mà không bị đồng hóa, chứ chúng nó đồng hóa, nó biến cái nước của mình nó trở thành một cái tỉnh của nước Trung Quốc. Rồi đến Pháp á, thì mình 100 năm biết bao nhiêu người mà Việt Nam mình chết ở dưới cái sự chống đối lại Pháp, biết bao nhiêu người chết. Và những cái lịch sử ghi lại là một số người mà chúng ta được ghi lại, còn âm thầm mà chống đối á, nhiều khi những anh hùng vô danh đó chúng ta không kể không hết đâu. Cái người Việt của mình cũng gan dạ lắm, nhưng mà có cái điều kiện là mình cũng ác lắm. Đối với các nước nhỏ mà mình hiếp được, mình cũng hiếp người ta, coi như mình cướp luôn nước người ta. Cũng như Chiêm Thành bây giờ con thấy đâu còn bao nhiêu người đâu. Rồi Campuchia thì cỡ mà nếu mà mình mà mạnh hơn nữa, chắc mình diệt ba thằng Campuchia luôn, mình lấy luôn nước nó nữa chứ. Mình đồng hóa tiêu đó con, chứ không phải mình giữ. Còn cái dân từ tộc Việt Nam mình cũng Trung Quốc nó cũng muốn đồng hóa mà đồng hóa không được, nó đồng hóa không được, mà nó mình lấy cái của nó đem văn học của nó qua, nó đem những cái tôn giáo nó qua, cái mình tiếp mình lấy tôn giáo nó, mình tiếp mình lấy văn học nó, cũng như người Pháp qua đất nước mình, cái mình tiếp cái văn học của người Pháp,
mình lấy cái tiếng chữ của nó, mình biến thành cái tiếng chữ của mình xài. Bây giờ mình có quốc ngữ, con thấy cái dân tộc Việt Nam này nó khôn lắm, không có ai đồng hóa được nó, mà nó lấy của người ta nó xài, nó trở thành của nó. Cho nên nó là có một cái lịch sử rất lớn. Vì vậy mà con thấy như hiện giờ đó, hiện giờ mà đứng ở trong góc độ Phật giáo mà thầy đã chỉnh đốn lại cái nền đạo đức đó, thì các con thấy dân tộc Việt Nam mình cũng ghê lắm chứ không phải. Chứ nếu mà thầy một cái người Pháp, một người Ấn Độ mà làm chuyện này thì nó khỏi nói rồi. Nhưng mà đây là người Việt Nam, người Việt Nam mà chứng chỉnh lại cái con đường của Phật giáo, làm nó sống lại cái nền đạo đức, là nó hãnh diện với thế giới chứ không phải là. Nếu mà cái đạo đức của thầy mình dựng lại được là Việt Nam hãnh diện với cái tư tưởng mà đạo đức này, đất nước Việt Nam rất là hãnh diện, bởi vì thầy là con người Việt Nam. Vì vậy mà mấy con là những người Việt Nam, mấy con rất hãnh diện, cho nên mấy con phải cố gắng tu học để cho mình sống được cái nền đạo đức đó, để làm cho dân tộc mình, thứ nhất là dân tộc mình được cái nền đạo đức đó đem lại cái sự hạnh phúc lớn cho dân tộc, và đồng thời là một cái gương hạnh tốt cho thế giới. Cho nên hôm nay mấy con nỗ lực, mấy con tu không nghĩa là tu để được giải thoát cho riêng có bản thân mấy con, mà còn cho mọi người trên hành tinh này, không riêng dân tộc của chúng ta. Mà cái danh dự lớn nhất là dân tộc của chúng ta. Một người Việt Nam làm công việc này chứ không phải là một người Ấn Độ nữa. Một người Ấn Độ đã đề xướng nhưng mà làm không sống lại, không sống, bị trù dập cái nền đạo đức của chúng. Nhưng mà hôm nay người Việt Nam chúng ta làm sống lại cái nền đạo đức đó, thì nó có một cái danh dự của đất nước đó. Cũng như bây giờ người ta nhắc đến Ấn Độ thì người ta nhắc đến Đức Phật đó. Người ta biết đến Ấn Độ hầu hết là người ta nhớ đến Đức Phật, cái người mà đưa ra 40 chân lý. Và hôm nay mà nếu mà điều kiện mà thầy dựng lại được cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, mà được phổ biến khắp cùng trên thế giới, đem lại hạnh phúc cho loài người, thì người ta sẽ nói đến Việt Nam là người ta sẽ nhớ đến thầy, đến với người dựng lại cái nền đạo đức. Và những người dân Việt Nam là những người được thọ hưởng cái phước báo. Và ngày hôm nay nếu con được ngồi đây học lớp chính kiến mà từ xưa Đức Phật đã để lại cho dân tộc Ấn Độ, nhưng mà dân tộc Ấn Độ bây giờ không được thừa hưởng. Thầy nói dân tộc Ấn Độ không được thừa hưởng cái nền đạo đức của Phật giáo. Có gọi coi như là cái cả một cái dân tộc Ấn Độ bây giờ đối với dân tộc Việt Nam á, thì dân tộc Ấn Độ rất là nghèo, rất là nghèo đói và không vệ sinh. Thầy nghe sư Pháp Ngộ đi qua bên đó về, sư viết mấy cái bài, thầy nói trời ơi, đất nước của Đức Phật mà bây giờ đến tệ bạc như vậy. Cho nên thầy mong rằng đất nước Việt Nam không đến nỗi như vậy đâu. Chúng ta sẽ lần lượt từ cái vệ sinh của Đức Phật đã dạy, từ cái đạo đức vệ sinh cho đến tất cả những cái đạo đức mà Đức Phật dạy, mà chúng ta được hướng dẫn cho dân tộc chúng ta, mọi người đều sống đạo đức, thì đất nước chúng ta sẽ hơn tất cả các nước khác, không thua, vì đó là cái nền đạo đức thật sự. Thầy mong rằng ở lớp chúng ta sẽ tu tập tốt, sẽ đem lại một cái điều tốt đẹp nhất cho cái thế kỷ của chúng ta, cho cái giai đoạn thời đại khoa học đang đi lên. Thầy mong điều đó lắm, cho nên thầy rất cực khổ. Nhưng mà cái cực khổ của thầy thấy con người ở trên hành tinh này quá đông mà không có đạo đức, là cái khổ đau gấp trăm ngàn lần, triệu lần, triệu lần thầy. Cái cực của thầy so với cái khổ của mọi người trên hành tinh này có nhầm nhò gì. Cho nên thầy quyết tâm, thầy sẽ làm tất cả những điều để mà các con tu tập cho được. Và muốn tu tập cho được, vì vậy mà nhiều khi thầy nói, khi mà thầy dạy xong cái lớp chứng kiến thì thầy muốn để cho mấy con tự tu, nghĩa là áp dụng vào những cái hiểu biết của mình, tự tu những cái điều mà mấy con hiểu biết để xả tâm của mình, tức là tự tu trên tứ niệm xứ. Nhưng mà thầy tư duy không biết các con tu được hay không đây, rồi cũng quán tư duy một cái cạn cợt như vậy thì không được. Mà nếu cho mấy con làm bài thì thầy phải đọc bài, chấm bài thì quá cực. Cho nên thầy đang tư duy suy nghĩ, cho nên thầy đang chọn lựa. Tại sao mấy con biết không? Bây giờ nếu mà một cái lớp chúng ta 60 người, 60 mấy người, lại còn thêm một cái số người mới vào nữa, như hồi nãy thầy nói 8 giờ đi ngủ, 5 giờ mới thức dậy, thì thôi đừng có viết bài làm cho thầy cực, có phải không mấy con? Bây giờ chọn lấy những cái người thật quyết tâm tu
thì thầy sẽ chịu cực, mấy con sẽ từng tâm niệm hay hoặc là từng cho mấy con cái đề tài để cho mấy con dùng cái bút của mấy con tư duy trong cái đầu của mấy con mà viết ra để phá cái niệm đó, để diệt cái niệm đó. Thì thầy sẽ đọc lại cái bài của mấy con, thì trong cái số chừng 50 người hoặc là 20 người thì đỡ biết mấy. Còn bây giờ mà tới 60 người như thế này thì rất là vất vả thầy. Mà còn thêm nữa, có nhiều người tới giờ này mà còn muốn xin vô tu nữa. Thì trời đất ơi, thầy làm sao mà thầy chấm từng cái bài đầu tiên là nhân quả thảo mộc cho đến bây giờ bắt đầu cứ thầy nhập đi lặp lại hoài, mà bài càng ngày cứ càng trầm chất lên, càng nhiều lên. Thì làm sao mà thầy có đủ sức mà thầy dẫn cho mấy con đi tới cuối cùng được. Cho nên đình chỉ ngay, những người mà đã không theo kịp thì thôi làm ơn chờ cái khóa khác. Mặc dù là thầy biết rằng sẽ không có mở cái khóa khác được là vì thầy không mở, nhưng mà những người có thể mà tu tập như mấy con tu thì mấy con sẽ tiếp tục mấy con mở. Chứ thầy mà mở khóa nữa thì thầy 100 tuổi rồi mà, hoặc là 90 tuổi rồi mà còn đứng lớp mà dạy và làm bài, chấm bài những mấy con thì chấm sao cho nổi. Chấm suốt đêm chứ đâu phải. Ví dụ chẳng hạn bây giờ như đêm nay đó, thì thầy chỉ an tịnh thân của mình chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ rồi rồi bật đèn lên để mà chấm bài cho mấy con. Còn thế đâu có thì giờ đâu, ngồi đó để mà cho cái thân tâm của mình nó an ổn một chút, khoảng độ chừng một tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu bật đèn lên để mà chấm bài. Bởi vì mấy con biết đọc một cái bài nó từ 30 phút đến 1 giờ nếu mà nhiều, đâu có ít. Cái bài của mấy con viết dày chứ đâu phải một trang hai trang giấy mấy con đọc, còn phải đọc chậm để mà tư duy suy nghĩ coi nó làm đúng hay sai. Chứ đâu phải mà đọc lướt 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 đâu, đọc như mấy con đọc tiểu thuyết đâu, đâu có phải đọc gì được. Đọc bài để mà chấm bài người khác thì đọc từng câu từng chữ coi cho con nó trật trúng như thế nào, chứ đâu phải đọc nhanh được. Cho nên một bài mấy con viết là thầy cũng phải đọc 30 phút, có nhiều cái bài dài lắm thầy phải đọc cả giờ đó. Thì mấy con thấy cái thời gian mà đọc như vậy mà cỡ mà tập như vậy thì mấy con thấy thầy cũng mất nhiều thì giờ. Do đó mà cứ tăng thêm, ai cũng muốn tu mà tu như vậy làm sao được. Cho nên ngay từ bây giờ người ta vẫn còn muốn vô chung tu. Các con thấy quý sư quý thầy bây giờ cứ mang y mang áo đến đây à. Rồi hôm qua có mấy người cư sĩ cũng xin thầy nói không, chờ khóa khác không được, họ mới về đấy. 4-5 người mà cỡ cứ nhận vô thì tu chung chơi chứ thật thiệt là nó mất căn bản, nó không có được. Bởi vì các con biết rồi, từ đầu năm, từ đầu khóa mà cho đến hôm nay những cái tri kiến của mấy con mà còn có nhiều người có làm bài chứ chưa đầy đủ đâu, nó còn thiếu khuyết. Cứ dựa vào dàn bài thì mấy con làm lại thì nó mới có đủ, chứ còn không dựa vào dàn bài thì mấy con làm như vậy mấy con làm sao đủ sức quán. Quán như vậy làm sao nó triệt tiêu được cái niệm ác trong tâm của mấy con, làm sao xả được. Cho nên buộc lòng mấy con phải học cho đầy đủ. Người mà không được đầy đủ thì được thầy giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ tới cái lớp chánh tư duy thì một cái niệm khởi ra trong đầu, hoặc là thầy cho một cái niệm thì cái niệm đó mấy con làm bài. Bây giờ nó áp dụng vào cái sự xả tâm rồi, mà bây giờ mấy con làm cái bài mấy con nói vài câu thì nó chưa xả được, phải nói thêm nữa thì bắt buộc mấy con nói thêm. Bây giờ mấy con nói con không biết đâu nói nữa, thầy mới gợi ý bây giờ con nói cái chỗ này là cái điểm này là, thì đưa một cái tiểu đề cho mấy con nói để mà phá cái điểm này, thì bảo mấy con phải quán cái đó, phải tư duy quán cái tiểu đề đó. Thì con làm cái tiểu đề đó rồi thầy nói cái này chưa đủ, làm thêm cái tiểu đề này nữa. Thì thầy dẫn dắt một người học trò thầy cực lắm chứ đâu phải không, mấy con thấy không? Cứ lần lượt để cho sự tư duy của họ cho đến khi mà họ phá cho được. Còn mấy con có khả năng có trình độ mấy con biết sao, thầy đưa ra cái mấy con phá ngay liền, mấy con viết cái bài cho thầy thấy đây này phá được, phá cái niệm đó được, tại vì mấy con thông suốt. Cho nên trong cái vấn đề mà cái lớp mà để đào tạo một người tu chứng là thầy biết rất rõ trong cái vấn đề này, cho nên thầy là người chịu cực khổ rất lớn để mà dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Mà cái số lượng đông thì không thể nào làm dễ, 60 mấy người mà bài vở mà họp lại một đống như thế này nó đâu có ít đâu, nó quá nhiều. Mà làm sao một cái người mà cái ông thầy giáo không biết không chấm bài cho học sinh một sách như thế này, còn thầy chấm bài gấp 10 lần 20 lần của ông thầy giáo, mà trong khi đó mà phải đọc kỹ chứ không phải là đọc lướt qua được. Mà bây giờ cứ thiên vô ai cũng muốn tu, mà tu phải có khóa chứ làm sao mà tu ngang vậy được.
tu hồi nào bây giờ là tu chung chung thì ai muốn vô cũng được, phải không mấy con hiểu không? Còn bây giờ tu vậy làm sao tu được? Mấy con biết cái trình độ đó làm sao mà xả được cái tâm thì mất quá vô đó mà ức chế chơi vậy thôi chứ có tu tới đây. Mà lại mất công này, rồi mất công của Út lại lo chỗ ăn chỗ ở rồi này kia đủ thứ hết, cho nên nó rất cực khổ. Là do đó theo thầy thiết nghị bây giờ dừng lại đây, không chấp nhận người nào. Một lát thầy ra tiếp hai vị sư đến đây để xin, bởi vì họ nghe mở cái khóa tu như thế này, người ta được nghe được đọc ở trên mạng là ai cũng muốn tu hết, người ta muốn về tu, mà tu trong cái thời gian này làm sao vô đây tu được, chờ sang năm, chuẩn bị sang năm, chứ còn bây giờ thì không có nhận nữa. Cho nên vì vậy mà còn mấy con ở đây còn phải lọc mỏ ra nữa chứ đừng nói chuyện mà, bởi vì chọn lấy sau khi mấy con thấy cái lớp chánh tư duy rồi mấy con làm bài thì đương nhiên là cái bài của mấy con nó không đủ sức để phá tâm thì buộc lòng mấy con cứ làm hoài, thì mấy con đương nhiên mấy con ở lại chứ gì. Còn người ta đủ sức người ta để sẽ lên thì thầy sẽ nhắm cái người mà đủ sức sẽ lên đó, thì họ quán họ viết bài thầy thấy rõ ràng là đúng thì cho họ lên. Còn nếu mà để mà mấy con tự tu á, tự tu tự quán từng cái niệm của mấy con khởi ra, mấy con quán xả, thì nghĩ chắc cái điều này chắc lâu lắm. Bởi vì chính mấy con hiểu biết, mấy con cũng quán sơ sơ cho nó qua, làm cho mình ngồi chơi chứng sướng, để cứ ngồi suy nghĩ hoài cực, các con hiểu điều đó. Buộc lòng mấy con phải tư duy suy nghĩ cho thấu triệt để mình xả được cái niệm đó, xả được cái tâm đó, chứ đâu phải là chuyện xả đâu phải dễ đâu. Mấy con thấy hồi nào bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ, có từng niệm mấy con đến, mấy con quán, mấy con tác ý, mấy con đuổi đi, nhưng mà rồi nó cũng vẫn còn à. Cho tới giờ này mấy con có thấy hết tâm gì chưa? Còn ở đây là cái lớp mà chúng ta tu sẽ hết tâm gì, bằng cái tri kiến chúng ta sẽ quán như thế nào để thấu triệt nó, cho nên nó không còn tác động được chúng ta, tức là không còn dục lậu ngũ lậu vô minh lậu, tâm chúng ta sẽ ở trong bất động đó, chứ không phải là các ác pháp các niệm nó không có, nhưng nó không làm động chúng ta được, nó không sai sẻ chúng ta được, chúng ta hoàn toàn làm chủ nó. Cho nên một người tu không có nghĩa là cái người đó như cây đá, mà cái người đó vẫn là một người bình thường, nhưng ác pháp những tâm dục không có sai họ được làm cái gì được đối với họ. Đó là cái giải thoát của họ ở chỗ cái tri kiến hoàn toàn chủ động, họ điều khiển